Tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài toàn tuyến khoảng 23 km. Dự án được xây dựng với quy mô tuyến chính đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế là 100 km/h. Tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Thời gian thực hiện khoảng 2 năm và hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 của dự án trong năm 2023. Chính phủ, Bộ Thông vận tải, các bộ tổng hợp như kế hoạch đầu tư cũng như các địa phương đã bố trí nhiều nguồn lực để triển khai có hiệu quả những công trình có ý nghĩa, nhiều công trình quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông của nước, đặc biệt vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được triển khai có hiệu quả trong giai đoạn này. Đặc biệt là phải hoàn thành cho được tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ và khánh thành cái đoạn này vào năm 2022 như chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã cam kết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị thiết kế, giám sát, tư vấn và thi công, trước hết là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình tốt nhất. Tuy nhiên, các tỉnh cũng cần phải quan tâm sớm bố trí tái định cư, tạo đời sống mới để nhân dân vui lòng giao mặt bằng theo đúng quy định. Sau lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long.